xin chào quý vị khán giả. Đây là Gia Hân, đây là Thế Dĩnh, đây là Gia Nghi, còn đây là Thiên Dừa. Và buổi trưa hôm nay bọn mình mở một đại tiệc bún pizza rất là hấp dẫn. Ủa, sao mất thêm một miếng rồi? Sao mất thêm một miếng rồi? Anh Dũng hả? Anh Thế Dĩnh đã đói bụng quá rồi, anh Thế Dĩnh ăn Dũng một miếng. Như vậy là không được nha. Đây là hôm nay mình sẽ thưởng thức bánh thảo rài này. Thương Dừa đi làm bận rộn quá, Thương Dừa không có thời gian nên Thương Dừa không có thời gian quay với mấy bạn nhỏ. Và hôm nay Thương Dừa quyết định là trưa nay Thương Dừa đãi cho mấy bạn nhỏ một bữa pizza rất là ngon. Đây là pizza hải sản, đây là pizza xích xích đó. Bây giờ tất cả các con ngồi yên, pizza rất là khó ăn. Ngồi yên hết, pizza rất là khó ăn. Có thể là tụi con không có biết cách ăn, không biết cách thưởng thức để cho bánh pizza nó ngon. Thì bây giờ cha sẽ hướng dẫn tụi con cách ăn pizza là ngon nha. Cái này mình phải biết để mình lần sau mình đi ăn mình biết ngon nha. Sao? Chứ sao? Hôm bữa cái này là con được tới cả nha. Con thấy ba mẹ làm á. Vậy hả? Làm á. Không, nhưng mà cách thưởng thức là không biết đâu, để ba Thương chỉ cho tụi con ăn nha. Ăn sao? Không biết không? Cái gì cha? Nè, vô bạn pizza nè. Xong người ta cắt ra cho nó thành hình vậy. Vậy hả? Ta làm hình tròn hả? Người ta đổ bánh lên hả? Xong người ta cắt ra. Cắt ra hả? Bữa nào mình làm bánh pizza được không? Dạ được. Pizza này là nổi tiếng của nước nào? Các con biết không? Nước Việt Nam. Nước Việt Nam hả? Còn con có nước nào? Nhưng không biết nào. Của con nước nào? Nhấm Thế Dĩnh. Nhấm Thế Dĩnh. Pizza là một loại bánh nổi tiếng của nước Ý. Cái bây giờ cha sẽ hướng dẫn cho con ăn hả? Con không ăn cái máy xúc xích này đâu. Chứ con ăn cái gì? Con ăn bánh rồi. Ăn bánh hả? Rồi ok, để cha hướng dẫn cho con ăn nha. Cũng vậy. Cho con hướng dẫn kỹ nè. Đầu tiên là nè, mình ăn theo quy quyết. Con biết rồi. Vậy nè. Chưa. Để cha hướng dẫn cho. Nè, để con biết ăn rồi. Sao biết ăn khó ăn lắm. Đó, quý. Mình phải kêu quyết quyết tập, mình phải nâng nhẹ lên nè. Các con đừng ăn khó ăn lắm, để ba Phương chỉ cho ăn. Hôm nay các con chỉ ngồi nhìn thôi, đừng có tụng vô. Từ từ, cứ nhìn đi. Cảm ơn, thấy ngon không? Con phát biểu, bánh pizza ngon không? Dạ ngon. Có vị như sao? Không biết, mọi người thấy vậy? Ngon sao? Ngon giống như là bánh. Bánh thì sao? Bánh. Ăn sao? Rồi mình ăn một miếng rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái miếng thứ hai để sao không chỉ cho tụi con nè. Tụi con là yên, đừng có nhúc nhích, đừng có đụng vô bánh. Hôm nay là cha mua bánh gì cho tụi con ăn là để cha hướng dẫn tụi con nè. Anh Dũng hả? Anh Dũng trong đó. Có. Ăn bánh là hướng dẫn, bánh bánh gì ra đúng cách nó hay vậy? Dạ không, anh xúc xích. Con đừng đụng vô. Con ghé anh xúc xích. Ừ. Trứng phong bao, chú phong bao. Chú phong bao. Nước đâu nước rồi? Nước bây giờ buồn ngủ. Buồn ngủ hả? Trời, ăn bánh pizza còn ngủ gì trời. Sao con chưa để ba Phương chỉ cho tụi con ăn. Cái này khó ăn lắm, mình không biết cách ăn không. Ăn đi. Cho tụi con ăn đi. Ừ, sao không biết xin ăn gì vậy? Đứa nào mới khờ nó biết. Lấy đi bánh ăn đi. Nè, bánh thấy gì? Thấy gì? Bánh nào? Ngon mà thấy gì? Dạ ngon. Con ăn xúc xích cho. Con ăn đi, còn bỏ xúc xích cho ăn cho. Xúc xích mới ngon, bánh pizza xúc xích mà. Nước hả? Rồi, Gia Hân ăn nè.
Thì tương ớt nha. Không, tương cà. Thì tương ớt cho bỏ một bên, tương cà cho bỏ một bên, ai chấm tương hào chấm. Tương cà bỏ. Bốn phải. Tương cà cho bỏ đi luôn nha. Ăn đi. Con đợi con nước. Đợi gì? Thôi ăn rồi. Uống hết đi nước này luôn. Không hết lại đâu mà bãi luôn. Đi kỳ quá. Chỉ có vậy lộn nữa nè. Lấy luôn khác. Từ từ nha. Đó, tương hào. Còn con nó cứ ráp lại lộn. Chân gì con cơ. Đuổi gì thắng luôn giờ. Lấy cái năng không? Đây, đó chấm xong. Rồi. Được. Ngon, hấp dẫn không? Ôi. Ủa quá. Đúng đất rồi. Ngon. Cao vị thì sao các bạn? Trời ơi, chùi miệng, chùi áo. Vị sao các bạn? Thế Vĩnh? Ngon sao Thế Vĩnh? Lâu rồi các bạn nhỏ không được ăn bánh pizza quý vị các bạn. Tội nghiệp các bạn nhỏ. Bữa giờ tôi vừa bận quá, tôi vừa không có dẫn các bạn đi ăn uống gì hết. Không có bơi lướt gì hết. Tôm rồi các bạn. Ồ, ngon ta. Tôm luôn. Con ăn đây, con lấy nước uống. Ngon quá các bạn ơi. Mình ăn còn như đây nè. Còn mình ăn còn như đây nè. Tụi ăn còn như đây nè. Cha mình ăn lắm. Tụi con là người nhỏ, tụi con phải chưa cái gì. Cho các bạn đâu. Hiểu không? Đã không? Ngon. Hả? Con ăn hải sản hả? Không ăn xúc xích. Trời quá vậy. Trời ơi. Tội nghiệp thương thêm quá ha. Thương thêm được ăn. Thương thêm hơn ai lại. Sữa mẹ ăn, vừa cho mẹ ăn. Ha. Bên đây là cho tụi nhỏ, bên đây là cho người lớn. Ừ, con dính ngò đã không? Tụi Nghi có thường đi ăn xúc ăn pizza không? Có. Rồi ăn pizza mình thấy làm sao, vị làm sao, ngon sao? Mình review mình nói cái bánh này sao em? Nhất là cái đế nè. Cái đế này nó hơi mỏng nè. Nó ăn sẽ không có làm cho mình no. Này có nhức sốt. Cái riềng. Cái đế. Cái này đế bánh. Đế bánh này là lậu đế bánh nhỏ. Bữa nào cho con mình làm bánh này mình ăn được không? Dạ được. Bánh bánh. Nướng bánh pizza ha. Dạ. Không. Nướng bánh pizza phô mai thôi chứ không có cái này. Phô mai thôi ạ. Chỉ một mình phô mai thôi. Mình ăn rất là ngon, hơi mặn mặn nha. Mặn mặn nha. Mình hơi điệu điệu đó nha. Xúc xích là con không ăn được. Xúc xích. Ừ. Để em nói cho anh. Ngon hết. Ngon quá. Khi mình ăn bánh xúc xích này mình sẽ nhớ tới ai? Nhớ chứ. Ủa ăn pizza sao vậy? Tại sao vậy? Tại là không biết là nổi tiếng trong cái nghề này. Nói tiếng nghề này là nghề gì bà? Không biết. Nghề là thứ nhất là bánh pizza hả? Cho miếng nước chua đi. Ngon. Đó. Ngon đường. Mà nãy con nói lộn nước
Tụi con ăn hải sản không à? Giống bánh hả? Cái chuyện mày vốn vậy bà. Là bánh chứ cái gì? Quê. Có một đã bị quên. Cái giống cũng. Quá. Các con á, ăn á, các con không có được phung phí, hiểu không? Tại vì á, là mình làm ra mình cần có tiền mình mua mình ăn rất là cực. Thứ hai nữa là nhiều người không có ăn, đúng không? Hôm nay mình sẽ quay clip gì nữa nào? Mình ăn nhanh đi, mình vô ngủ trưa nha. Dạ. Giờ mình chào. Dạ. Gì không? Dạ không. Dạ. Sao? Bữa nay sẽ ăn bánh mì và ăn hết luôn. Ăn hết luôn hả? Mà sẽ không ngủ. Sao vậy? Không hết ngủ. Không hết ngủ hả? Thức tới chiều luôn hả? Dạ. Thức chiều buồn ngủ đó. Không có. Thức là không có lớn đó. Không có. Tiêu. Thức giống như là con mới ngủ dậy. Bây giờ mình đã ăn rồi, mình giờ mình chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Vâng, tạm biệt không ạ. Tạm biệt khán giả. Tạm biệt quý vị khán giả hả? Rồi, thôi dạ. Giờ tạm biệt quý vị khán giả nha. Không ngủ hả? Rồi, không ngủ nhưng mình phải chào tạm biệt quý vị khán giả chứ. Hai người hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo nha. Thôi mẹ.